Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Hạnh Phương này lên sóng và trân trọng giới thiệu với bác về hai mã sản phẩm và thuộc dòng JBL của Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhìn nhận, đánh giá và để chúng ta có được cơ sở căn cứ để cho các bác có thể đầu tư một trong hai mẫu loa này. Thứ nhất là về hình thức của cặp loa JBL 515, dòng loa có thể nói là dòng loa quốc dân. Với cái mức đầu tư nó rất là phù hợp cho những bộ karaoke hiện nay trên thị trường. Và cái dòng loa này thì rất dễ chơi, dễ trưng bày và gọi là dễ nghe, dễ hát. Và dòng loa này thì nó là dòng loa với mức đầu tư khá phù hợp. Các bác nhìn cái hình thức ngoại hình của nó. Con này thì hình thức ngoại hình của nó là khá nổi trội. Và nó rất dễ để các bác trưng bày. Hệ thống tem của nó rất nổi bật và thể hiện đúng chất của dòng loa Mỹ. Với cấu hình của nó là một bát 40 neo và một chép cũng là chép neo. Và dòng loa này có thể nói là dòng loa full neo. Và dòng loa này thì rất nhiều anh em đã từng chơi. Với dòng loa neo thì một cái đặc trưng của âm sắc của nó sẽ là tiếng bát mềm, êm, không quá sốc, không quá mạnh, nhưng đủ để các bác nghe và chơi. Cái chép của nó thì bay và sáng. Đồng thời cái lời ca của nó thì cực kỳ rõ nét. Đấy là những đặc trưng của dòng loa JBL 515. Thùng vỏ gỗ, thùng cân rất xinh xắn, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, cho nên là rất dễ trưng bày. Cho nên là anh Phương mới nói rằng đây là dòng loa quốc dân. Đấy là như vậy. Các bác nhìn những đôi loa này về với tình trạng của nó đẹp xuất sắc luôn. JBL MRX 515. Hàng nhà em về với tình trạng là bao zin toàn bộ từ thùng thành, phân tần, đặc biệt là côn chép. Đấy. Cái loa Mỹ thì cái côn chép rất quan trọng. Một cái côn chép này có trị giá rơi vào từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một cái côn chép này. Và màng loa thì nó phải màng loa zin. Bởi vì 515 hiện tại trên thị trường rất nhiều anh em bán loa nhái. Rất nhiều dòng loa nhái của 515. Cho nên là các bác mua, các bác nhớ cẩn thận cho em là riêng mã 515 là có dòng loa nhái. Các bác hãy tìm những cơ sở, những đơn vị bán uy tín và bán chuyên sâu và bán số lượng lớn về dòng loa JBL thì các bác mua, các bác sẽ mua được dòng loa xịn. Tránh trường hợp là mua nhỏ lẻ, một số anh em bán rất ít hàng JBL, trà trộn vào đó là những đôi loa các bác cứ tưởng là loa xịn nhưng không phải đâu. Toàn loa nhái thôi. Loa nhái thì cái màng loa nó dày và nó cứng hơn rất nhiều. Còn cái chép của nó thì nó sẽ bị chói nhưng nó không mịn màng và êm ái như dòng loa JBL. Cho nên nhiều bác là bỏ tiền ra mua loa JBL. Nghe anh Phương quảng cáo giới thiệu về loa JBL nó hay lắm hay vừa. Nó làm cho các bác cảm thấy rằng yêu đời hơn, cảm thấy các bác có thể tăng tuổi thọ từ 10 đến 15 tuổi nữa. Nhưng mà khi mà mua loa JBL ở một đơn vị nào đó mà mua phải đôi loa đều, loa nát hoặc loa đã thay thế, sửa chữa rồi các bác về các bác mới thấy rằng là nó không đúng như anh Phương quảng cáo. Thì rõ ràng là các bác đang mua phải loa đều. Chứ còn nếu loa xịn nó rất là ngon các bác nhé. Sở hữu được đôi loa JBL dù là đời thấp hay đời cao thì luôn luôn là những dòng loa có cái chất âm cực kỳ rõ nét và sạch sẽ. Có thể nói rằng là JBL hiện tại nó rất là dễ chơi. Và khi đã chơi đến JBL thì không bao giờ các bác nghĩ được quay lại loa Trung Quốc. Hoặc là không bao giờ các bác nghĩ đến việc là các bác mua một đôi loa mới mà anh em bán rất nhiều trên thị trường hiện nay mà gọi là nó hãng. Đấy. Nó cũng khá đắt chứ không rẻ tí nào. Nhưng mà đã sang JBL thì không bao giờ quay lại loa đấy. Mà nếu chơi loa đấy thì sẽ có một ngày nào đó các bác sẽ mơ đến JBL. Đấy là một điều khẳng định 100% chứ không phải 99,9% nữa các bác nhé. Đấy. Đây là đôi loa JBL 515. Đời rất là cao. Còn sang bên này chúng ta sẽ đánh giá về cặp loa thứ hai. Đó là cặp loa JBL 825. Dòng loa này là dòng loa mà có thiết kế cực kỳ hầm hố. Và nó có cái gì đó nó mang đậm phong cách Mỹ. Giống như những kiểu cái những cái anh gọi là quân nhân bộ đội của Mỹ ấy. Tay thì xách ba lô và bên hông thì đeo bình tông rồi là súng lục các kiểu. Trông nó rất là hầm hố, mặc áo dàn di. Thì với dòng này nó cũng vậy, nó có cái gì đó nó nửa kín nửa hở, nó chỉ che kín cái bát thôi, tránh trường hợp các bác có thể là hiện tượng là chọc vào màng loa, cho nên là bảo vệ cái màng loa bát. Còn cái chép của nó thì hở một nửa này, các bác nhìn nó trông có độ hầm hố và nó không bị hàng nhái hàng giả. Hàng này thì 100% là không có hàng nhái hàng giả. Chỉ có hàng đẹp, hàng không đẹp, hàng zin và hàng không zin, và hàng ngon hay hàng không ngon thì nó là cái dòng này. Đấy. Và đôi loa ngày hôm nay thì các bác đừng ngắm nhìn thì em nghĩ rằng là đời 8 mà nó còn được như thế này.
và đẹp như thế này, nó là dòng siêu hiếm luôn các bác. Mốt em này thì chỉ sản xuất lắp ráp tại Mỹ, không lắp ráp ở nước thứ hai. Ốc yết còn trắng tinh và nó có thể là đánh ở ba cái chế độ khác nhau. Chế độ đánh phòng gọi là trung bình gia đình là đánh ở 0 dB, đánh ở không gian ngoài trời đánh cộng 2 dB và đánh ở không gian phòng nhỏ đánh trừ 2 dB. Khi chúng ta gạt cái nút gạt này, chúng ta sẽ làm thay đổi cái giải chép cũng như giải lời, giải trung âm ấy, thì là nó ở cái nút gạt này. Chúng ta muốn nghe chép mạnh, chúng ta gạt lên cộng 2 dB. Còn nếu chúng ta muốn giảm chép thì chúng ta trừ 2 dB. Còn đánh trung bình thì là 0 dB. Đấy. Các bác nhìn cái thùng vỏ này, cái chữ này còn chưa cả gọi là chút nào mà xuống màu luôn, còn rất mới và đẹp. Với đôi loa này ngày hôm nay thì em chỉ bán với cho các bác với mức giá là bao nhiêu? 23 triệu 500 ngàn đồng. Bằng với giá của đôi loa Bát 30 JBL 822. Đấy, riêng cái mã loa này thì em giá nói các bác là bán rẻ cho các bác với mức giá 23 triệu đồng, 500 đồng. 23 triệu 500 đồng. Còn đôi loa này hiện tại đang có giá là 26 triệu đến 26 triệu 500 ngàn đồng bao ship. Đấy, vậy thì giữa hai đôi loa này đắt hơn đúng không? Còn đôi loa này rẻ hơn thì đôi loa nào hay hơn, nếu chúng ta chọn đôi loa nào? Chúng ta chọn hình thức hay là chọn chất âm thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách chúng ta nghe test bản nhạc sau. Trước tiên em sẽ chọn một bản nhạc về phần lời ca đã. Em sẽ đánh bằng đôi loa JBL 825 trước. Các bác cùng nghe. Loa zin, tiếng tép nó nảy và nó tơi như tách luôn các bác. Đời loa 8 này rất nhiều loa đã bị thay thế tép. Nghe nó Mỹ nó trong veo. Em ơi, người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ vơi. Đổi loa đi. Lên nơi làm chi sẽ khổ lắm. Các bác nghe kỹ tiếng hát của ca sĩ cũng như tiếng bát tiếng chép. Bây giờ em sẽ chuyển sang cầu loa thứ hai, cầu loa 515. Vẫn bản nhạc đấy, vẫn cái dàn máy đấy. Các bác cảm nhận cái tiếng của ca sĩ này, cảm nhận tiếng bát này, rồi là cảm nhận cái giải chép giải bát. Sao rồi? Xem con đẩy với ơi. Hình như là mất nguồn đẩy ra. Mất nguồn đẩy. Gạt cái âm lượng xuống á. Cái fix mới thay nó không được rồi. Các bác thích đôi loa nào? Em thì nói chung là các bác cứ có những cái bình luận ở phía dưới video đánh giá về hai cặp loa này một cách khách quan. Về hình thức thì bác thích cặp loa nào này? Về khả năng đầu tư của các bác thì các bác đầu tư được cặp loa nào này? Hai cặp loa này nó lệch nhau tầm 3 triệu. Với này cái chất âm thì các bác thấy đôi loa nào hay hơn và đáng để chơi hơn? Ok chưa? Chuyển nước ổ bên cạnh nào. Chuyển nước ổ này này.
dùng lên trên hết, làm nên những sản phẩm bền đẹp, tinh tế. Em thử tiếng mic nha. Gia đình 2, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, no, 4, 5, 6. Tiếng mic thì dòng JBL thì quá ngon rồi. Nó nổi trội về giải trung âm và giải chép rất là hay. Tiếng xì xè của miết bàn luôn. Chuyển loa các em ơi. Bây giờ em sẽ chuyển lại cái loa 825 để các bác căn cứ một lần nữa để so sánh. Còn khi các bác mà nên cấu hình cả dàn máy thì em sẽ tư vấn các bác nên cả dàn máy. Cầm loa 8 nhé. Đây, 2, 9, 10, 4, 5, 6, 2, 4, 7, 2, 3, 9, 10, 4, 5, 6. Ok. Đấy, có nghĩa là các bác đã được theo dõi, nghe, đánh giá như này, kể cả tiếng mic cũng như là vật nhạc. Chắc các bác cũng đã có một cái câu trả lời một cách rõ ràng là hai cặp loa này thì cặp loa nào nó nổi trội hơn. Đấy, về chất âm. Bởi vì mua loa là gì? Mua loa để nghe mà các bác. Cho nên loa nào hay chúng ta mua thôi. Chứ còn về giá thành đầu tư thì không phải là loa đắt mà lại hay hơn loa rẻ. Đấy. Một điều có thể nói căn cứ là gì? Đôi loa này đôi loa đời 5 CD500, còn đôi loa này đôi loa đời 8. Nó giống như con iPhone, iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 thì nó cũng theo thứ tự cái bậc đời. Thì một cái câu nói như thế để cho các bác có thể có căn cứ chơi. Giá thành đầu tư thì em đã qua thông báo cho các bác luôn rồi. Còn về chất âm thì chắc chắn là các bác cũng đã có một cái chứng kiến riêng của cá nhân mình. Anh em nào có nhu cầu đầu tư đến cặp nào thì cứ alo cho em. Ví dụ như nên cặp này mà các bác lên một bộ cấu hình âm thanh đầy đủ thì nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng độ 50-52 triệu. Với cặp này thì nó có khi rẻ hơn, bởi vì nó rẻ hơn tầm 3 triệu thì chúng ta cứ trừ đi tầm 3 triệu. Thì nó rơi vào tầm khoảng độ 48-49-50 triệu. Đấy, tầm đấy. Là chúng ta có ngay được một bộ cấu hình âm thanh gồm một đẩy, một vang, một mic, một quản lý nguồn và một súp hơi 40. Số máy của em là 0971985555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Dàn máy của nó sẽ như này nhé các bác nhé. Các bác có thể tham khảo thêm một cái dàn máy này. Với mức dàn máy này thì nó loanh quanh đâu đó tầm thêm khoảng độ hơn 20 triệu nữa là chúng ta có một cái dàn máy như này rồi. Đấy, dàn máy đầy đủ, không thiếu cái gì. Còn các bác nâng cấp lên những dàn máy cao cấp hơn, dùng những con đẩy Mỹ thì nhà em đủ các bác mã để cho các bác cùng chơi. Đấy, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt ạ.